Xin kính chào toàn thể quý khách hàng và rất vui được gặp lại tất cả mọi người. Hôm nay Hiền Kim xin giới thiệu một chiếc xe siêu mới, siêu lướt, một chiếc Mazda CX-5 sản xuất 2019, xe chạy hơn 2 vạn, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Chất lượng xe thì cam kết 100% bằng văn bản, xe không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Và chiếc Mazda CX-5 2.0 2019 này thì bên em đang chào bán với giá là 835 triệu. Quý khách hàng thiện chí thì xin liên lạc trực tiếp cho Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Và Hiền Kim sẽ review qua một vòng chiếc CX-5 bản 2.0 form mới. Chiếc xe này thì rất là đẹp các bác nhé. Đây em sẽ quay qua phía phần cốp sau trước. Đây, trang bị cốp điện đầy đủ. Lốp dự phòng còn mới, kính cong chưa một lần dùng tới. Đây ạ, hệ thống lốp dự phòng các bác nhé. 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi, rất là đẹp. Form mới hoàn toàn rồi. Chiếc Mazda CX-5 2019 form mới. Chạy hơn 2 vạn. Tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Chất lượng xe thì miễn bàn luôn ạ. Hệ thống đèn vi xi nông này, đèn viền LED xung quanh này. Mặt nạ ga lăng phía trước form mới. Mà sẽ quay qua phần nội thất để các bác anh các chị có thể kiểm tra luôn. Gương cục, ghế chỉnh điện này, hệ thống cân bằng điện tử này, công nghệ IT Stop cho tiết kiệm nhiên liệu này. Tổ phím tích hợp trên vô lăng, chế độ ga tự động, phanh điện tử. Đấy, rất là nhiều các tính năng hiện đại, màn hình camera lùi đầy đủ. Cửa sổ trời. Nội thất màu đen nguyên bản 100% các bác nhé. Nội thất nguyên bản 100% về màu đen này. Nội thất da nguyên bản. Xe thì không có cái gì bàn cãi về chất lượng. Các bác có nhu cầu mà sắm xe đi Tết mà đang tìm hiểu mẫu xe Mazda CX-5 thì liên lạc ngay cho Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555 để xem xe. Em sẽ quay qua khoang động cơ. Phần khoang động cơ bên em cam kết máy zin 2.0 form mới. Có cửa cốp điện đầy đủ, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời, cân bằng điện tử. Bác chị, anh chị nào đang tìm hiểu mẫu Mazda CX-5 form mới thì liên lạc ngay cho em. 835 triệu, sản xuất 2019.